Hoàng hồn khi tỉnh dậy thấy cá sấu chờ sẵn trong toilet. Khi bạn sống ở vùng lãnh thổ phía Bắc Australia, việc bắt gặp một con cá sấu dài vài mét là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, điều bất thường là khi bạn thức dậy và thấy một con cá sấu dài 1,7 mét chờ sẵn trong toilet. Corey Myers, 16 tuổi, tỉnh dậy và hết sức ngỡ ngàng khi thấy con cá sấu trong toilet. Ngay lập tức, Corey chụp hình con cá sấu dài 1,7 mét và đăng lên mạng xã hội Snapchat với tiêu đề "Khi bạn thức dậy và thấy cá sấu trong nhà tắm". Theo trang 9 News Darwin, chính quyền chưa biết vì sao con cá sấu lại đi lạc vào nhà người dân. Corey trả lời trên tờ NT News rằng cảm thấy rất sợ nếu có người lạ lèn vào nhà. Tuy nhiên, sự việc hy hữu một con cá sấu vào toilet là điều không tưởng. Nhân viên bắt cá sấu Tom Nichols trả lời trên tờ NT News rằng con cá sấu cái hiện đang trong tình trạng nguy kịch khi bị buộc chặt mõm và để trong nhà tắm một lúc lâu. Nichols cũng ghi nhận công sức của Corey khi trói chặt con cá sấu hung tợn với hàm răng sắc nhọn và bàn chân cực khỏe, cá sấu có thể tấn công và giết hại con người. Dù bề ngoài chậm chạp nhưng cá sấu có thể chạy với vận tốc 16 km/h.